Tổng thống Zelensky phát biểu trước các nhà lãnh đạo NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước các nhà lãnh đạo NATO hôm thứ Tư ngày 29 tháng 6 trong phiên làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại Madrid. Các thành viên NATO sẽ họp ở Madrid sau khi Thụy Điển và Phần Lan vào ngày thứ Tư có vẻ như đã được thiết lập để trở thành thành viên nhanh chóng của NATO ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với việc họ gia nhập. Hội nghị thượng đỉnh mà liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ áp dụng một chiến lược rộng rãi tập trung vào Nga và Trung Quốc trong thập kỷ tới. Cũng trong ngày thứ Tư, Zelensky kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại Nga sau một cuộc tấn công ở trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk của Ukraine. Chính quyền Ukraine cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa. Zelensky nói đã có hơn 1.000 người ở trong khi tên lửa tấn công. Tổng thống Zelensky đã thúc đẩy Hội đồng Bảo an trục xuất Moscow khỏi Liên Hợp Quốc và thành lập một tòa án để điều tra các hành động của quân đội Nga tại Ukraine.